Chào mừng quý vị đến với chương trình Kết nối thị trường, chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đây sẽ là những nội dung chính của chương trình hôm nay. Doanh nghiệp ngành thực phẩm Việt đẩy mạnh cung ứng hàng hóa cho dịp Tết. Standard & Poor's, ngân hàng châu Á có thể đáp ứng BCL3 trong năm 2013. Chuyên mục nhịp cầu doanh nghiệp giới thiệu về bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Thưa quý vị, Tết Nguyên Đán đang đến gần. Đây là thời điểm nhu cầu mua sắm thực phẩm tăng cao hơn bao giờ hết. Năm nay, các mặt hàng thực phẩm sản xuất bởi các doanh nghiệp trong nước được phân phối ở các siêu thị trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh tăng đáng kể. Đặc biệt, các nhà sản xuất thực phẩm Việt cũng đã và đang đẩy mạnh hoạt động hơn nữa để kịp cung ứng nguồn hàng cho dịp Tết sắp tới. Trước dự báo Tết năm nay, lượng tiêu thụ các mặt hàng thiết yếu có thể tăng 20%. Do vậy, ngoài việc sản xuất các mặt hàng thực phẩm thông thường, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã đẩy mạnh hơn nữa đối với các mặt hàng thực phẩm Tết nhằm chăm lo chu đáo cho người dân trước những thông tin các mặt hàng nhập khẩu kém chất lượng thời gian qua. Về cơ bản có thể nói, các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm, bánh kẹo Tết còn gồm cả thực phẩm tươi sống, chế biến, đồ uống và hàng may mặc, giày dép đều được các doanh nghiệp chuẩn bị khá đầy đủ. Thì chúng tôi cũng đã lên cái kế hoạch sản xuất và cung ứng ra thị trường khoảng 1.200 tấn sản phẩm bánh kẹo Tết các loại với trên 100 chủng loại, với nhiều cái kiểu dáng bao bì và nhiều cái cấp trọng lượng, nó phục vụ cho được nhiều cái phân khúc. Có thể nói, thị trường thực phẩm tại Việt Nam luôn là thị trường tiềm năng, đã thu hút nhiều thương hiệu thực phẩm ở các nước, nhất là những dịp lễ Tết. Do đó, các doanh nghiệp trong nước đã luôn không ngừng nỗ lực đầu tư, cho ra các thực phẩm an toàn chất lượng, kể cả cách bài trí sản phẩm, quảng bá hình ảnh tạo dựng được lòng tin đối với người tiêu dùng. Nếu như năm 2006, tỷ trọng hàng Việt trong các siêu thị chỉ xấp xỉ 50%, thì đến nay hàng Việt chiếm gần 100% hàng hóa ở các hệ thống. Để phục vụ cho cái Tết Quý Tỵ năm nay thì Bixi đã chuẩn bị một cái lượng hàng là tăng khoảng 15% so với lại cùng kỳ năm trước, nhằm đảm bảo là cung cấp đủ hàng hóa và góp phần bình ổn giá trong cái dịp Tết. Cụ thể những cái mặt hàng Bixi đã chuẩn bị, ví dụ như những mặt hàng bánh kẹo hộp, chủ yếu là hàng Việt, chiếm trên 90%. Ngoài ưu thế hợp khẩu vị người Việt, các mặt hàng thực phẩm Tết năm nay được các nhà sản xuất trong nước chú trọng cả về việc cải tiến mẫu mã, đa dạng chủng loại, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu của người tiêu dùng, mong góp phần đem lại cho người dân Việt Nam sự an toàn tin cậy khi dùng các loại thực phẩm Việt Nam chất lượng cao. Theo tôi dự báo thì khả năng năm nay Tết nó cũng sẽ có cái tốc độ tiêu thụ nó tăng trưởng khoảng chừng 15-20% để chúng ta có thể cạnh tranh một cách trực diện với các cái hàng ngoại. Thì chúng tôi cũng đầu tư khá là nhiều cái công sức từ khâu thiết kế, bao bì, mẫu mã cho đến nghiên cứu cái chất lượng, cho đến phát triển các cái kênh phân phối để đưa hàng hóa cho đến gần người tiêu dùng hơn. Bất chấp những khó khăn về vốn cũng như sức tiêu thụ giảm mạnh đối với nhiều mặt hàng, các doanh nghiệp thực phẩm đã không ngừng sáng tạo, nghĩ nhanh những chiến lược kinh doanh mới phù hợp với tình thế để kích cầu người dân trong năm 2012. Và có lẽ dịp Tết này chính là những cơ hội lớn để họ gặt hái những thành quả trong một năm kinh tế đầy khó khăn. Công ty Thế giới Kỹ thuật đã tổ chức lễ kỷ niệm 7 năm thành lập tại Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là đơn vị đang hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với các chức năng chính như tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng, khảo sát địa hình địa chất công trình. Trong suốt những năm qua, đơn vị cũng đã tham gia nhiều dự án trọng điểm quốc gia như tòa nhà Quốc hội, đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đường cao tốc Trung Lương, nhà máy nhiệt điện Duyên Hải Trà Vinh. Nhân lễ kỷ niệm, đơn vị cũng đã ký kết hợp đồng khảo sát địa chất nền móng nhà ga trung tâm Bến Thành của dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 1 Bến Thành Suối Tiên và đón nhận bằng khen của Bộ Xây dựng cho tập thể và các cá nhân xuất sắc. Nhà máy điện Phú Mỹ 3 vừa chính thức ký kết hợp đồng dịch vụ bảo trì dài hạn với ban năng lượng của Siemens. Theo hợp đồng ký kết, Siemens sẽ giúp cung cấp dịch vụ bảo trì theo kế hoạch cho 2 tuabin khí, 1 tuabin hơi và 3 máy phát điện. Hợp đồng bảo trì dài hạn sẽ giúp vận hành an toàn và tin cậy cho nhà máy điện Phú Mỹ 3 trong suốt thời gian hợp đồng BOT. Nhà máy Phú Mỹ 3 đã chính thức đi vào hoạt động từ năm 2004 và cung cấp cho Việt Nam nguồn năng lượng sạch được sản xuất bởi các tuabin khí với hiệu suất cao. Ban năng lượng của Siemens là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về các giải pháp trong lĩnh vực phát điện, sử dụng năng lượng tái tạo, truyền tải điện lưới, khai thác và vận chuyển dầu khí. Đáp ứng nhu cầu tham quan và mua sắm các mặt hàng thời trang của người dân Đà Nẵng, thương hiệu thời trang Ivy Moda đã khai trương showroom mới tại 136 Nguyễn Văn Linh.
Đây là showroom thứ 13 của hãng trên toàn quốc sau 8 năm đi vào hoạt động. Showroom có diện tích hơn 500m² với không gian sang trọng, giới thiệu các mặt hàng thời trang đa dạng từ quần áo đến giày dép. Nhân dịp khai trương showroom mới, hãng đã áp dụng chương trình khuyến mãi lớn giảm giá 30-50% cho hơn 50.000 sản phẩm và tặng quà khách khi đến tham quan mua sắm. Cũng trong dịp này, IV Moda đã cho ra mắt bộ sưu tập xuân với những mẫu thiết kế mới nhất đến khách hàng Đà Nẵng. Công ty cổ phần chứng khoán Maybank Kim An tổ chức lễ bốc thăm trúng thưởng chương trình Key Mobile, thị trường trong tay bạn, với rất nhiều giải thưởng dành tặng cho các nhà đầu tư giao dịch Key Mobile và Key Trade. Thông qua chương trình, công ty mong muốn nhà đầu tư có cơ hội trải nghiệm công nghệ tiên tiến để có được sự thuận tiện tối đa, giao dịch mọi lúc mọi nơi ngay khi nhận ra cơ hội gia tăng lợi nhuận, và cũng là dịp để Maybank Kim An cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của đông đảo nhà đầu tư. Được biết, Key Mobile là giao dịch trực tuyến trên nền hệ điều hành Apple Zen 3, theo dự kiến ban đầu có hiệu lực vào tháng 1 năm 2013. Tuy nhiên, các chuyên gia phân tích tín dụng của SNB cho rằng, các ngân hàng ở những hệ thống phát triển cao như Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Đài Loan vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức để đáp ứng chuẩn Basel 3. Basel 3 buộc các ngân hàng có hoạt động quốc tế phải tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc lên 7%, cao hơn nhiều lần so với tiêu chuẩn 2% hiện hành. Theo thỏa thuận mới do Ủy ban Ngân hàng Basel, các ngân hàng được gia hạn đến năm 2019 để tuân thủ đầy đủ yêu cầu mới về vốn. Thưa quý vị, tại phiên họp ngày đầu tiên của các bộ trưởng tài chính khu vực châu Âu, các bộ trưởng đã thảo luận về người có thể giữ chức bộ trưởng tài chính sắp tới của khu vực đồng euro. Bên cạnh đó, các gói hỗ trợ tài chính trực tiếp cho ngân hàng cũng được đề cập tới. Ứng cử viên cho chức vụ bộ trưởng tài chính khu vực euro là ông Dijen Bloem, hiện đang là bộ trưởng Bộ Tài chính Hà Lan. Các bộ trưởng sẽ thống nhất việc bổ nhiệm sau cuộc tranh luận về nhiệm vụ và mục tiêu chính của người đại diện mới. Bộ trưởng Tài chính Pháp Pierre Moscovici lo lắng về những hạn chế và mong muốn được nghe về những chính sách ưu tiên của ông Dijen Bloem trong những năm tới. Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schäuble, một trong những người có khả năng kế thừa chức vụ bộ trưởng khu vực euro, cho biết ông hoàn toàn ủng hộ vị trí ứng cử mới. Bộ trưởng Tài chính của nước Hà Lan, một trong 4 quốc gia khu vực đồng euro, đã giữ lại xếp hạng tín dụng cao nhất trong suốt cuộc khủng hoảng, khẳng định rằng khôi phục lòng tin trong khu vực đồng euro sẽ là ưu tiên nếu ông được bổ nhiệm làm chủ tịch. Trong phiên thảo luận, các bộ trưởng cũng đề cập đến việc sử dụng viện trợ trực tiếp từ Quỹ cứu trợ thường trực của ASEAN để hỗ trợ các ngân hàng. Thưa quý vị, hoạt động xuất khẩu thời gian gần đây đạt mức tăng trưởng khá từ 18-20%, góp phần đáng kể trong việc tăng trưởng kinh tế, thúc đẩy phát triển xã hội. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu càng lớn thì nguy cơ gặp rủi ro về thương mại tài chính càng tăng. Vì vậy, giải pháp quản lý rủi ro bằng bảo hiểm dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu đang được giới chuyên môn nhắc đến như một phương thức hiệu quả. Việt Nam đang nổi lên là một quốc gia mạnh về xuất khẩu các mặt hàng chủ lực nông lâm thủy sản, dệt may. Đây là cơ hội và tiềm năng lớn cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường ra nước ngoài. Song rủi ro trong quan hệ làm ăn với đối tác nước ngoài là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là khi những khoảng cách địa lý, khác biệt chính trị, văn hóa trên các thị trường mới càng khiến cho những rủi ro này gia tăng mạnh. Tập quán áp dụng điều kiện thanh toán theo hình thức thanh toán nhờ thu mở thư tín dụng LC hay thanh toán trả ngay với các đơn vị đối tác đã không còn phù hợp với các doanh nghiệp Việt Nam khi mà bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày một gay gắt hơn. Hiện nay, để thu hút thị trường mới và gia tăng năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp đang hướng tới triển khai hoạt động bán hàng theo điều kiện tín dụng mở. Trong trường hợp đó, toàn bộ rủi ro trong trường hợp người mua không thanh toán, các doanh nghiệp sẽ phải tự gánh chịu. Đó là nguy cơ lớn nhất đối với người bán hàng. Việc tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu sẽ giúp bảo vệ các khoản phải thu xuất khẩu trước rất nhiều rủi ro, có thể dẫn đến việc không thanh toán các khoản nợ của nhà nhập khẩu. Bảo hiểm tín dụng xuất khẩu nói riêng và bảo hiểm tín dụng nói chung ấy, thì mang lại cho doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp xuất nhập khẩu rất nhiều lợi ích. Có thể giúp cho nhà xuất khẩu mở rộng thị trường, đáp ứng được các yêu cầu của thị trường mở ngày nay. Thứ hai nữa là doanh nghiệp xuất khẩu có thể được các ngân hàng hay các tổ chức tín dụng tăng hạn mức tín dụng khi mà mình xin tín dụng xuất khẩu. Công ty bảo hiểm không những là chỉ bán bảo hiểm mà sẽ có những cái phần chúng tôi gọi là hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp. Ví dụ như chúng ta vừa được biết là một số doanh nghiệp họ thường xuyên họ nói là hay bị mất hàng chẳng hạn, thì chúng tôi cũng giúp họ ví dụ như là đưa ra những cái
có một cái cử những chuyên gia chuyên về hàng hải hoặc là chuyên về có thể cảnh sát nữa, giúp họ điều tra xong suốt một cái quá trình đóng hàng của họ. Với các khoản nợ phải thu trong danh mục đã xác định của nhà xuất khẩu, các doanh nghiệp bảo hiểm có thể cung cấp giá trị bảo hiểm từ 75% đến 90% giá trị khoản nợ, với thời hạn thanh toán quy định tối đa cho đối tác của doanh nghiệp xuất khẩu lên đến 210 ngày, tùy thuộc vào ngành hàng và quốc gia doanh nghiệp đối tác. Ngoài ra, chi phí bảo hiểm tín dụng xuất khẩu là chi phí hợp lệ, được tính vào chi phí giá bán cho doanh nghiệp mua bảo hiểm. Trước khi ký hợp đồng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu, việc đầu tiên là các doanh nghiệp xuất khẩu sẽ cung cấp cho doanh nghiệp bảo hiểm các thông tin cơ sở dữ liệu về các đối tác nhập khẩu. Đây có thể là thông tin về một đối tác riêng lẻ hay một danh mục nhiều đối tác của nhà xuất khẩu. Công ty xuất khẩu muốn tham gia bảo hiểm tín dụng xuất khẩu tại một doanh nghiệp bảo hiểm thì thường là họ phải cung cấp toàn bộ thông tin cho phía doanh nghiệp bảo hiểm để phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro. Thông tin đó bao gồm là danh sách các nhà nhập khẩu này, doanh số của từng nhà nhập khẩu này, thị trường là ở đâu này, sau đó là điều kiện thanh toán cung cấp, các cái hạn mức tín dụng, rồi là các cái thời hạn thanh toán đối với các nhà nhập khẩu này, như là gần như là phải cung cấp hết. Để phục vụ cho công tác đánh giá rủi ro, mỗi doanh nghiệp bảo hiểm sẽ có một hệ thống dữ liệu tài chính toàn cầu, cộng với việc tham gia hợp tác với các tổ chức đánh giá rủi ro thế giới để thẩm định toàn bộ dữ liệu mà khách hàng cung cấp. Hơn thế, để bảo vệ bí mật kinh doanh cho các doanh nghiệp xuất khẩu, điều khoản về bảo mật thông tin đối với những dữ liệu nhận được từ nhà xuất khẩu cũng sẽ được cam kết trong các hợp đồng bảo hiểm tín dụng xuất khẩu. Với nhiều lợi ích đặt ra, bảo hiểm tín dụng xuất khẩu hiện nay đang được nhà nước triển khai thí điểm giai đoạn 2011-2013. Theo đề án này, nhà nước sẽ hỗ trợ 20% phí bảo hiểm gốc cho doanh nghiệp mua bảo hiểm tín dụng xuất khẩu tại 7 doanh nghiệp bảo hiểm do Bộ Tài chính lựa chọn như Bảo Minh, Bảo Việt, BVI, QBE Việt Nam, Liên hiệp Justice Việt Nam, Bảo Việt Tokyo Marine. Thông tin về sản phẩm bảo hiểm tín dụng xuất khẩu vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kết nối thị trường hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai vào lúc 16:30 trên kênh HTV7. Thân ái, chào tạm biệt.